trong cái bài kinh này, Đức Phật nói về cái gì là tối thượng, cái gì là tối thượng. Sau này có ai hỏi quý vị là trong cuộc đời này á, cái gì là tối thượng á, thì quý vị nghe cái bài kinh này để quý vị biết đường trả lời cái gì là tối thượng. Thì cái chủ đề đầu tiên là thầy giảng là cái gì là tối thượng. Thầy xin nhắc lại là thầy trích trong kinh Tương Ưng bộ 1 chương 10 phần Alavatka. Cái nhân duyên là như thế này quý vị. Có một dạ sa này tên là Alavatka, mới tới gặp Đức Phật. Cái vị dạ sa này mới tới gặp Đức Phật. Và khi gặp Đức Phật rồi á, thì cái vị này mới nói với Đức Phật thế này nè, là: này Sa Môn, ta sẽ hỏi ông một câu. Tức là cái vị dạ sa này thưa với Đức Phật đó, là: này Sa Môn, ta sẽ hỏi ông một câu, nếu ông không trả lời ta được, ta sẽ làm tâm ông điên loạn. Tức là cái vị dạ sa này nói với Đức Phật, nói mạnh vậy đó. Vì dạ sa là cũng một dạng có cái thần lực, các vị có thần lực, có thần thông. Cái vị dạ sa này nói là sẽ hỏi Đức Phật, mà nếu Đức Phật không trả lời được á, sẽ làm cho Đức Phật điên loạn. Rồi, hay ta sẽ làm cho ông bể tim. Đó. Nói với Đức Phật, bây giờ tôi hỏi ông câu nghe, giống như mình đời mình nói đó. Tôi hỏi ông câu, ông mà trả lời không được tôi làm cho ông điên luôn á. Ông mà trả lời không được tôi làm cho ông bể tim luôn á. Nói với Phật vậy đó. Hay nắm lấy chân, ta sẽ quăng ông qua bờ bên kia sông Hằng. Giống như ngày đứng bên này, thấy không? Mà ông không trả lời được, tôi cầm chân ông tôi quăng một cái qua bên kia luôn á. Nói với Đức Phật như vậy đó. Gặp mà mình ai nói mình như vậy mình sao? Mình nói ngon quăng đi. Có được chưa kịp nói hết câu nữa là bắt đầu mình sùng nữa rồi. Là mình cho biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Giống như ai vừa gặp mình, bây giờ tôi hỏi chuyện câu nghe không? Chị mà ông trả lời được đừng có trách tôi nhé. Tôi quýnh, tôi chửi, ví dụ vậy đó. Nghe xong rồi bực liền, đúng không? Thì cái vị dạ sa này mới nói với Đức Phật vậy đó. Giờ hỏi Đức Phật một câu mà ngài không trả lời được đó, làm cho ngài bể tim, làm cho ngài điên loạn, là nắm chân ngài là quăng một cái là qua bờ biển bên kia đó. Thưa với Đức Phật vậy. Tại vì cái dạ sa có thần thông. Và chúng nghe thì có đúng trước cái trường hợp này. Đức Phật của mình là, nếu mà nói thần thông thì ai qua Đức Phật, là trí tuệ thì ai qua Đức Phật. Nói chung là không có ai qua Đức Phật ở phương diện nào hết trơn. Nhưng chúng ta coi thử Đức Phật trong trường hợp này, Đức Phật nói sao nha. Đức Phật nói nè: này hiền giả, ta không thấy một ai ở chư thiên, ma giới, phạm thiên, hay với chúng sa môn, bà la môn và loài người, có thể làm tâm ta điên loạn hoặc bể tim ta, hay nắm lấy chân quăng ta qua bờ bên kia sông Hằng. Tức là ngài nói trong cuộc đời này nè, chư thiên, tất cả các chư thiên, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, rồi đến ma giới, cho dù có ma vương cũng không có ảnh hưởng được thiên ma, cũng không có làm được ngài như vậy. Ngay cả phạm thiên hoặc bất cứ vị sa môn bà la môn nào, chúng sanh loài người nào, bất cứ ai trong cuộc đời này cũng không có làm được ngài điều đó hết. Hay vì nhớ nha, đối với Đức Phật á, ngài có bốn điều của Đức Phật mà không có ai qua được. Thứ nhất nè quý vị, thứ nhất là cái thức ăn của Đức Phật á. Nếu mà quý vị đã khởi tâm cúng dường cái thức ăn đó cho Đức Phật rồi nha, thì là lửa có cháy, nước có trôi, hoặc có ai cướp giật đi nữa, thì cái đó là của Đức Phật, là của Đức Phật. Hay gì đó, là thức ăn của Đức Phật. Mà quý vị đã cúng rồi thì nước cháy, lửa trôi cũng không có ảnh hưởng được. Thứ hai là hào quang của Đức Phật. Hào quang của Đức Phật là không ai hơn hết. Tức là các vị chư thiên cũng có hào quang, các vị thánh cũng có hào quang. Thực ra mình ngồi đây mình cũng có hào quang, nhưng mà riêng hào quang của Đức Phật thì sáng chói nhất, phải không? Đó, là không ai hơn được cái hào quang Đức Phật. Thứ ba là thọ mạng của Phật. Thì trong cái thọ mạng của Phật là gì? Không ai có thể giết Phật được, không ai có thể làm Phật chết được. Thế đó là một con người mà đầy đủ ba la mật, vô lượng công đức phước lành. Đến khi nào mà cái tuổi thọ của ngài hết thì ngài đi thôi, chứ không ai có thể hại Đức Phật. Cho nên không có cái chuyện mà dạ sa hại được Đức Phật. Thì dạ sa không biết nên dạ sa nói vậy thôi. Với cái thứ tư là về trí tuệ thì không ai có thể làm khó được Đức Phật. Đó, bốn điều như vậy nha. Đặc biệt đây Đức Phật là thức ăn mà đã dân cúng cho Đức Phật rồi, thì xin thưa cái thức ăn đó là không có nước trôi, lửa cháy, không có ai chiếm đoạt được hết đó. Đặc biệt không? Ở ngoài đời thì hay nói một câu gì nè, cái phước mình mà có phước mình sẽ có cái phần đó. Nếu cái đó là của mình thì bữa nào nó cũng chạy về của mình. Cái mình nói theo kiểu đời là vậy đó. Nhưng mà cái đó mình cũng khó nói, mình chỉ nói chung chung thôi. Chứ còn của Đức Phật là của Đức Phật. Hào quang của Phật giờ có anh sáng mặt trời đi chăng nữa, hoặc hào quang của ai đi chăng nữa cũng không thể sáng chói hơn hào quang của Phật. Và thọ mạng của Phật, tức là thân mạng của Phật đó, thì không có ai có thể giết được Phật. Nói đúng ra là như vậy luôn quý vị. Không ai có thể làm thân Phật chảy máu luôn.
cái thân tướng của ngài là không ai có thể làm thân Phật chảy máu hết. Nhưng mình đọc trong sử mình thấy có cái trường hợp là Đề Bà Đạt Đa, đúng không, lăn đá xuống làm cho Phật bị chảy máu, đúng không? Thật ra là Đề Bà Đạt Đa lăn đá và có một cái mảnh đá á, ảnh hưởng đến cái ngón chân cái của ngài và nó tụ máu bầm thôi, cho nên không có chảy máu. Mà sau này á thì cái khi mà tụ máu bầm thì đó cũng là nghiệp của ngài, đến lúc trả ngài mới cho Lương Y Jivaka mổ sống đó, rất là ngài cho phép, ngài cho phép mổ sống, tức là không có chính thức ta đại ý nhá, mình nói về đi là cắt trực tiếp ra rồi mới lấy cái máu bầm nó ra, thì đó là ngài cho phép Lương Y Jivaka làm cái đó. Chứ còn mà ngay cả thân Phật thì cũng ai làm cho ngài chảy máu được thân Phật đâu. Còn ở đây mình thì nói là làm thân Phật chảy máu, tức là cái vị đó hại Phật cho Phật tổn thương là ý đó đó. Chứ còn đối với thân tướng của Phật thì không ai hại được như vậy hết. Là thì làm sao mà có thể giết được Đức Phật được, là làm sao mà làm cho ngài điên loạn bẻ tim như Dạ Xa này được. Rồi Dạ Xa này nói Đức Phật là quăng ngài qua bên kia luôn, làm sao quăng được. Nếu mà nói về thần thông á, là nếu mà thần thông trừ Đức Phật ra thì ai là số 1 hả? Thì ngài Mục Kiền Liên là số 1. Nhưng mà chúng ta phải nên nhớ ngài Mục Kiền Liên là so với các đệ tử thôi, còn trên thầy Mục Kiền Liên chính là Đức Phật. Về thần thông, về trí tuệ, về mọi cái là gần như là Đức Phật là số 1, không ai qua hết á. Bao nhiêu công đức lành, ngài làm bao nhiêu kiếp rồi, thì Dạ Xa này không biết mới nói với Đức Phật như vậy. À, tôi hỏi ông trả lời đi, ông mà trả lời không được, tôi làm trong bể tim đó, tôi làm cho ông, tôi quăng ông bờ bên này qua bên kia luôn đó. Nói với Đức Phật, nhà tôi làm trong điên loạn đó. Thì Dạ Xa có thần thông mà. Mà đối với đây là một, đang đứng trước một con người mà đối với cuộc đời mình nói với trong tâm nhớ là nhân vật số 1 rồi. Nhân vật mà tôn kính trí tuệ từ bi công đức là số 1 rồi. Mà quý vị thấy không, gặp mình mà ai mà nói mình ngang ngang vậy mình than sao? À, mình cho số 1 đúng không, chưa kịp số 1 xong là mình đánh không được thì mình chửi, chửi được thì mình đánh rồi ha. Mà không được thì mình ôm hận đó, bữa nào mình trả thù sau, phải không? Nghe câu mình thấy sốc. À, thì Đức Phật nói vậy đó. Trong đời này á, không ai từ chư thiên, phạm thiên, sa môn, bà la môn, ma vương gì cũng không ai có thể làm được Đức Phật như vậy hết. Nhưng mà Đức Phật nói vậy nào, tuy vậy này hiện giả, hãy hỏi đi nếu ông muốn. Thì không, tức là Đức Phật nói không ai làm ta được như vậy đâu, tuy nhiên nếu ông muốn hỏi ông cứ hỏi. Mình thấy Đức Phật á, đặc biệt ở chỗ đó đó, là ở chỗ nào cái người mà đáng thương, dễ thương á, Phật thương, là cái chuyện đó là mình dễ biết rồi. Nhưng mà cái người đáng ghét á, cái người đáng ghét mà cái người mà cuộc đời này mình cho là cái người trời ơi đất hỡi á, cái người mà mình cho là một người mà đáng bị khinh bỉ, đáng bị chê bai, đáng bị nguyền rủa, đáng bị trừng phạt, đáng bị đau khổ á, thì thưa quý vị, đối với Đức Phật thì không có như vậy, không có cái người nào đáng như vậy hết. Còn chúng ta là khác nha, mình tu phải không, ngay cả khi mình biết tu rồi, người này thiện, người này tu giỏi, có đạo đức, có trí tuệ, có đức hạnh, có từ bi gì đó, mình thương, mình kính, mình quý thì đó, thì có. Nhưng mà cái người này ác quá à, không, ông này ông ác dữ lắm á, tôi ghét ổng lắm, tôi thích thiện ghét ác à, rõ ràng vậy đó, tôi rất là rõ ràng, người nào thiện tôi rất là quý, mà người nào ác tôi rất là ghét nha. À, đừng có nói gì tôi người đó tôi không chấp nhận đâu, thì đó là với mình thôi. Còn đối với Đức Phật là người dễ thương Đức Phật thương, người không dễ thương thì Đức Phật cũng thương, cho nên mới gọi là Đức Phật, cho nên mình mới quỳ lại với ngài chứ. Chứ nếu mà Đức Phật cái người dễ thương, cái người mà từ bi trí tuệ Phật thương, còn cái người mà đáng ghét Phật ghét thì thôi, mình đâu quỳ lại con người như vậy, thấy không? Cho nên Đức Phật vì vậy mình mới lại. Thì cái Dạ Xa này nói với Đức Phật câu đó, như gặp mình là mình giận rồi, phàm phu là mình giận rồi, nhưng với Đức Phật, Phật nó không ai làm ra được như vậy. Tuy nhiên nếu ông muốn hỏi ông cứ hỏi. Thì bây giờ quý vị mới nghe câu hỏi nè, mà cái chủ đề hôm nay là cái gì là tối thượng. Thì Dạ Xa mới hỏi Đức Phật thế này nè, cái gì đối với người là tài sản tối thượng? Đối với con người của mình á, cái gì là tài sản tối thượng? Cái gì khéo hành trì đem lại trơn an lạc? Cái đầu tiên là đối với con người thì tài sản tối thượng là cái gì? Cái thứ hai là cái gì mà mình hành trì cái đó đó thì nó sẽ đưa mình đến an lạc? Chắc thầy nghi nghi cái gì cũng có câu trả lời rồi phải không? Rồi hỏi tiếp câu thứ ba, cái gì giữa các vị là vị ngọt tối thượng? Tức là cái vị ngọt tối thượng giữa cuộc đời này là cái gì? Và câu thứ tư là phải sống như thế nào thì cái lối sống đó mới gọi là lối sống tối thượng? Là mấy ý vậy? Một câu hỏi lớn gồm mấy ý? Bốn ý. Xin nhắc lại nha. Thứ nhất, về tài sản, với con người mình, tài sản cái gì là tối thượng? Hỏi vậy đó. Cái thứ hai là
nếu mà có một cái hành để mình nương vào mình hành trì, thì hành trì cái gì nó đưa đến an lạc. Cái thứ ba là trong các vị ngọt thì vị ngọt nào là tối thượng. Cái thứ tư là trong cái cách sống, cái lối sống của mình, lối sống như thế nào là lối sống tối thượng. Bây giờ mình giả bộ mình khoan hãy trả lời trong kinh, thấy không? Mình hỏi thử gần mình sao nghe, biết đâu mình trả lời đúng sao, hình xui. Bây giờ thầy hỏi trước nha, trong đối với con người của mình, theo quý vị thì cái gì là tối thượng? Cứ trả lời đi không sao, rồi mình coi lát nữa mình so lại, đúng không? Theo quý vị là cái gì là tối thượng đối với cái tài sản con người nha, cái gì là tối thượng? Người thì nói trí tuệ, người nói sức khỏe, còn ai có ý gì nữa không? Rồi một câu. Câu thứ hai, cái gì khéo hành trì sẽ đưa đến an lạc? Thì theo quý vị cái gì hành trì sẽ đưa đến an lạc? Hả? Tâm, pháp, Phật pháp đó đúng không? Rồi câu thứ hai, lát nữa có đúng không nha. Thứ ba, trong các vị ngọt nào là tối thượng? Vị ngọt nào là tối thượng? Vị ngọt thực hành lời Phật dạy hôm nãy giống là pháp rồi. Rồi có ai trả lời không? Trả lời đại đi, không trúng được không sao? Nói đâu trúng sao? Cái gì vậy? Sự xuất ly là tối thượng. Rồi thứ tư, trong các lối sống nào là tối thượng? Thiên hạ nhẫn nhục, an lạc. Rồi vừa rồi là những câu trả lời của mình, bây giờ mình nghe Phật trả lời. Nghe xong quê hết luôn đạo tràng. Thầy mà lâu lâu thầy quê cái gì thì hay nói là ở đây thì hơi bị quê, nhưng ở quê thì hơi bị quê. Nha, hù hù giả bộ vậy cho vui thôi. Và giờ đại chúng nghe Đức Phật trả lời nào. Này hiền giả, lòng tin đối với con người là tài sản tối thượng. Đối với con người lòng tin là tối thượng, là tài sản đó nha, về mảng tài sản đó. Là lòng tin là tối thượng. Tại quý vị hay nghe cái câu gì? Lòng tin là gì? Là mẹ đẻ sanh ra các công đức. Cái này mình nói lướt thôi, lòng tin mình nói không khác. Quý vị thấy trong sống của đời mà không có lòng tin là sao? Là coi như mình biết mình đi về đâu á. Quý vị mà ra giữa biển mà không biết mình sẽ đi về hướng nào, thì cái người mà sống không có lòng tin là như vậy đó. Lòng tin ở đây á, nó có lọc chánh tính và mê tín. Thì Phật pháp của mình đó là dạy cho quý vị tin có chánh tính nha. Có nhiều người đến hôm nay luôn quý vị, khi mà nhìn về quý thầy quý cô, hoặc những Phật tử mà quỳ trước Phật mà thắp cây nhang, cầm cây nhang khấn khấn cái gì đó, hoặc lạy lạy cái gì đó, người họ phán liền mê tín. Mê tín là do họ chưa bước vào Phật pháp đó. Họ chưa bước vào họ học cái gì ở trong này mà họ nói mê tín, vì họ cứ nhìn cái hình ảnh mà cầu nguyện mà lạy lục gì đó. Thật ra quý vị quỳ xuống trước Phật, quý vị thắp cây nhang, đừng có nghĩ vậy là mê tín, hoặc là mình lạy là mê tín. Mê tín hay không là con người đó quỳ để làm cái gì? Quỳ lạy trong nhà Phật, quý vị thắp cây nhang, quý vị cầu nguyện, không phải là quý vị xin Phật cho con cái gì, mà con cầu nguyện đây là gì? Là để cho con bình tĩnh, con giải quyết vấn đề cho nó tốt. Cho nên sự cầu nguyện để bình tĩnh giải quyết vấn đề cho nó tốt, sao mê tín, đúng không? Mình thắp cây nhang đó đâu phải là để mình xin Phật cho mình cái gì, mà qua cây nhang đó giống như là cái cầu nối, là để cho mình giao thoa với hình ảnh tâm linh, để mình hướng về Đức Phật, để mình học những điều hay, thì làm sao gọi là mê tín. Còn cái chuyện mê tín á, thầy nói là do một số người, do một số hình ảnh á, là thực ra người ta chưa hiểu, người ta hành mê tín, có nhưng phải không có. Và nhiều người họ chụp mũ cái hình ảnh đó, họ cho đạo Phật là mê tín. Thầy nói cái này mới thấy được có hạt mè trong cả một cái bao la. Mình đi vào trong Phật pháp, mình mới thấy những cái bài kinh Đức Phật dạy là rất gần gũi thực tế với trí tuệ của Đức Phật, mà Đức Phật biết mình bị cái bệnh gì. Ngay cả cái thầy đi giảng cũng vậy, thầy cũng phải chọn cái bài pháp nào cho nó gần gũi với đời thường của quý vị, cho dễ giảng. Tại vì có những bài giảng á, là dành cho quý thầy quý sư cô, có những bài giảng á, dành cho những lớp chuyên tu tập, có những bài giảng dành cho những lớp giáo lý. Chứ thầy nói mà ví dụ như thầy nói thầy về một vùng quê nha, một năm chùa chỉ tổ chức khóa tu một lần, mà khóa tu thì nhân cái dịp Phật đản hay Vu Lan đó, rồi mời ca sĩ về hát, mà bữa nào có ca sĩ hát đông lắm như vậy. Còn khi mà đến thầy giảng nó về gần hết. Con lần thầy giảng trên Tây Ninh là thầy biết, thầy thấy rõ ràng luôn, hội chúng hôm đó là vô chùa thầy nghĩ là mấy ngàn người, trong hội chúng nghe giảng chưa tới 100 người, mà thầy trụ trì thông báo muốn khang cổ luôn, thì họ vẫn cứ đi vòng vòng thôi. Đi vòng vòng là gì? Đi ngắm cảnh thôi, mà khi vô nghe pháp là không nghe nha. Thì ngắm cảnh xong họ quẹo qua nhà ăn, họ quẹo nhân cái họ quẹo vô cái nhà mà tham quan du lịch này kia, thì họ đi, họ quẹo vô nhà nghe pháp, coi vậy cứ
khó quẹo lắm nha. Không phải dễ đâu. Cho nên đâu phải ai đi chùa là cũng để nghe pháp để tu tập. Còn cho nên mình vấn đề mình vô chùa mình học tới đâu nữa, nó cũng tùy cái duyên của mỗi người nữa chứ. Đó, cho nên quý vị thấy á, lòng tin á, mình sống ở đời mà nếu mà mình có lòng tin mà là mê tín thì cũng là một đại nạn đó. Cho nên nó là ở đây chúng ta hiểu thế này nè. Mình về Phật pháp á, Đức Phật có dạy cái bài kinh là Kalama, có những điều chớ vội tin. Có những điều chớ vội tin thì niềm tin của quý Phật tử làm gì cũng phải được soi sáng bởi chánh kiến nha. Vậy là niềm tin có trí tuệ, niềm tin có chánh kiến, niềm tin nó phải đúng với chân lý thì như vậy thì mới gọi là niềm tin chánh tín. Người ta có cái câu thơ thế này nè quý vị. Trên thế gian ai là người đau khổ nhất? Đau khổ nhất là người chẳng tin ai. Quý vị sống ở đời mà chẳng ai để quý vị tin nữa là khổ lắm á. Có một lần thầy có nghe cái vị đó nói, không biết chắc cái vị này mới gặp cái nạn gì mới nói như vậy nè. Thưa thầy, giờ con không còn tin người nào trong cuộc đời này nữa chứ. Không còn tin người nào nữa chứ. Thầy đâu có dám nói mà thầy nghĩ thôi. Chắc vừa bị lừa dụ gì nữa rồi. Đó. Quý vị có một khoảng thời gian nào mà cuộc sống này quý vị không còn tin ai nữa không? Có một khoảng thời gian nào như vậy không? Có không? Thầy nghĩ có đó. Thì cô không thôi chứ người ta có. Có cái câu thơ là đã từng là một nhánh cỏ mong manh, sống vô danh trên đoạn đường đầy gió. Người soi ánh từ bi qua lối nhỏ, vươn vào hồn nhánh cỏ một niềm tin. Tức là mình đã từng giống như một cái nhánh cỏ mong manh lắm. Tức là niềm tin của mình không có niềm tin, tâm hồn mình mong manh dễ vỡ lắm, không có niềm tin. Nhưng mà có một người soi ánh từ bi qua lối nhỏ, vươn vào hồn mình nhánh cỏ mình một niềm tin. Tức là có một Phật pháp, có một vị nào đó đã đến gieo cho mình, đem đến cho mình một niềm tin tưởng nào đó. Tại vì có những người trong cuộc sống có những giai đoạn họ không có niềm tin nha quý vị. Cho nên quý vị sống mà không tin ai nó khổ lắm. Tại vì sao? Cái người đó có thể làm cho mình không tin, nhưng còn người khác, anh A mình không tin được thì mình tin qua anh B, phải không? Anh B một ngày nào đó mà làm cho mình hụt khẩn niềm tin thì vẫn còn người C, người D. Ít nhất trên cuộc đời này 7 tỷ người, có lẽ quý vị không tin ai. Rồi cho luôn quý vị không tin ai trong 7 tỷ người, thầy xin giới thiệu quý vị con Đức Phật kìa. Tự nhiên giận ông A cứ bỏ Phật à, đúng không? Giận B cứ bỏ Phật à. Mà chúng ta hay có cái vụ chụp mũ này lắm đó nha. Giận nó có giận lây không? Có, ông bà ta nói là giận gì? Giận cá thì sao? Chém thớ. Rồi niềm tin nó có niềm tin lây không? Đó, mất niềm tin ông đó là mất hết luôn, nó cũng lây luôn. Buồn nó có buồn lây không? Đó không? Thầy ngồi đây mà thầy buồn thì hồi nó cũng lây qua quý vị cho coi. Thấy không? Vui nó có vui lây không? Đó, vui nó cũng vui lây. Cho nên quý vị mà vui nó không phải là quý vị an lạc đâu, mà những hình ảnh đẹp của quý vị nó cũng lây qua người khác. Nó cộng hưởng chứ. Người ta có, nó có một cái con, người ta nó có một cái câu quý vị là một con bướm á, người ta gọi là hiệu ứng cánh bướm. Một con bướm đập cánh ở Brazil á, mà nó có thể tạo nên một cơn bão ở New York của Mỹ. Mình nghe vô lý đúng không? Một con bướm đập cánh ở bên trong Mỹ mà nó có thể ảnh hưởng qua một cơn bão ở bên Mỹ. Mình nghe đúng như là vô lý, nhưng mà người ta phân tích đó quý vị. Có thể là con bướm nó không đập cánh mà nó sẽ tạo thành một cơn bão, nhưng mà cái sự đập cánh của nó, một cái hiệu ứng của nó lan truyền, nó cùng vào cái cộng hưởng vào cái năng lượng đó để mà cùng tác thành ra một cơn bão. Nó không phải là nó không có đâu, có đâu. Quý vị có nhớ ngày ngày nào con chuẩn bị rồi đó nha. Ngày ngày nào mình nói, ui cái ông hàng xóm này tôi ghét ổng gì đâu, mong một ngày nào ổng té xe cho ổng gặp nạn cho rồi. Mình mong hoài ổng đâu có té đâu. 3 năm ổng không té, nhưng mà đến cái năm 3 năm rưỡi đó, bữa đó mình thấy ổng té thiệt. Rồi lúc mình không biết có khi nào do mình cầu nguyện ổng té người ta. Ừ cũng có chừng đó nha. Đây là một câu chuyện ni sư, bây giờ ni sư tịch rồi, sư nổi giảng pháp rất là nổi tiếng. Sư mới kể vậy nè. Cái thời mà có một thời mà ở một cái chùa nghèo quý vị. Nó nghèo rồi còn gặp cái eo nữa. Cứ mỗi lần tối lên tụng kinh là ăn trộm, mới vô nhà bếp nó bê nồi niêu son chảo đi hết. Mà chùa đã nghèo rồi mà nó cứ canh đến giờ tụng kinh. Mà bây giờ chẳng lẽ không tụng, vì tên ăn trộm mà bỏ không tụng. Mà nó cứ canh đến giờ tụng kinh là nó lên. Nó lẻn sao nó vô nó lấy. Cái hôm đó sư ngồi sư trì chú Đại Bi, sư nói trời ơi. Sư nói vậy nè, không phải là sư giận mà sư nói nè. Nhiều khi mong làm sao cho nó té một cái, để cho nó giống như bị vỡ, cho nó sợ vậy đó. Cho nó sợ để nó đừng vô chùa ăn cắp nữa. Thì tiếp tục sư và đại chúng tụng kinh. Sư đang tụng có người nói, dạ sư ơi cái tên đang trộm nó vô nó chùa mình, nó lấy đồ, nó chạy ra đầu đường, nó té gãy chân rồi sư ơi. Tụng chưa hết bài kinh đó, sư nói thôi sợ luôn, phải lo mà xuống sám hối.
đó, lòng mình xuống sám hối. À, cho nên đó, thầy thưa với quý vị đó, là Đức Phật trả lời đây là sống trong đời niềm tin là tối thượng. Phúc phần cho ai, hạnh phúc cho ai, diễm phúc cho ai á, trong đời này chúng ta tin Phật Pháp, tin Đức Phật, tin Phật Pháp, niềm tin được chánh tín. Nghe thì có vẻ dễ vậy đó quý vị, nhưng mà không phải dễ đâu. Vì biết tại sao? Ở chỗ này là trong một cái bài kinh Tăng Chi khác, Đức Phật nói là có ba cái trường hợp này rất là khó để mình có dịp để mà mình gặp. Thứ nhất là mình gặp Đức Phật là khó, là cái chuyện này dễ gặp rồi, nhưng mà gặp cái người giảng pháp á là cũng khó luôn. Cái khi mà thầy học tới đây thì nó là ủa, ít nhất ở Việt Nam mình các thầy giảng cũng nhiều mà ta, thì ý của Đức Phật là thế này, là giảng đúng pháp. Còn cái chuyện giảng pháp mà có nhiều người giảng được, mà giảng đúng pháp đó gì, khi mà hiểu tới đó mình mới thấy sợ. Nên khi thầy đi giảng á, thầy đâu dám xin Phật là cho con giảng đúng như ý Phật đâu. Nhiều khi Phật dạy bài kinh này 100 ý, mình làm gì mình giảng được 100 ý như Phật. Mình chỉ xin giảng là không sai ý Phật thôi. Tức là một bài kinh này Phật nói 100 ý, con chỉ xin con giảng một ý cũng được, hai ý cũng được, nhưng mà ý đó đừng sai với ý Phật. Chứ đâu dám xin giảng đúng hết ý Phật quý vị. Cái trí tuệ của mình là của phàm phu mà. Người đời người ta nói làm sao lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, làm sao lấy cái tình phàm của mình mà so với cái tâm của bậc thánh được, làm sao lấy cái trí tuệ của mình mà so với Đức Phật. Chỉ mong là ý của mình nói đã đừng sai với ý Phật thôi. Phật nói đó là cái trường hợp thứ hai khó gặp. Và cái trường hợp thứ ba là người biết ơn đền ơn cũng khó gặp đó. Thực sự biết ơn đền ơn khó gặp nha. Quý vị sẽ nói liền, đâu thầy, tụi con ngồi đây toàn biết ơn đền ơn không à. Đúng, là do quý vị đang tu đó. Cái nguy cơ để quý vị vô ơn nó nhanh lắm. Quý vị coi, quý vị bỏ tu, quý vị bỏ Phật Pháp, quý vị bỏ tu cái là quý vị vô ơn liền à. Có nghĩa là cái tâm vô ơn của mình nó giống như nó trực chờ vậy. Còn phàm phu là còn cái đó thôi. Thì thầy thấy có cái thứ hai á, là giảng Phật Pháp và để cho hiểu đúng Phật Pháp đâu phải dễ đâu. Cho nên đó, quý vị mà có một niềm tin về Đức Phật mà tin cho đúng nha. Chứ còn tin nhiều cấp bậc để mình tin lắm. Giống như mình tin Phật là vị thần linh thượng đế ban phước giáng họa, xin cho con cậu này được cái kia, thì cái đó là thầy nói là dễ lắm. Nhưng mà tin cho đúng lời Phật dạy không phải dễ đâu. Cho nên nó từ cái niềm tin cho đúng, quý vị biết tin Phật Pháp, cái nào là có phước, cái nào là có tội, cái nào thiện, cái nào ác, cái nào đưa đến an lạc, cái nào đưa đến khổ đau, như thế nào đó. Thì xin thưa quý vị, cái niềm tin này quan trọng không? Quá quan trọng chứ. Một người mà mất niềm tin là giống như đi ra biển mà không biết là đi về hướng nào. Hồi nãy thầy nói là đau khổ nhất là người chẳng tin ai, đúng không? Còn một dạng đau khổ nữa nè, cũng dạng đau khổ nữa là người chẳng ai tin. Hồi nãy là chẳng tin ai, còn cái này là chẳng ai tin. Người ta nhìn thấy mình là người ta tu cái pháp Satara là mình biết mình khổ lắm á. Satara luôn, thấy mình cái là Satara, phải không? Mà mình không xe thì người ta tự xe. Đó, mình tu ra mà người ta thấy mình, người ta xe, người ta nhiều lúc người ta bực cái nói xe tôi ra, mà mình vẫn lì mặt mình không xe thì người ta xe là mình biết cái này cũng khổ không? Mà cái cớ nào đến nông nổi vậy? Tức là mình phải như thế nào đến nỗi người ta thấy mình mà người ta phải về mình đang, người ta không đi số tới mà ta đi số về không à? Thay vì xe đi số tới mà ta gặp mình người ta về nuôi không à? Là mình phải coi lại trường hợp này. Thay quý vị nghĩ coi, một người mà sống ở đời á, chẳng tin ai là đã khổ rồi. Thì bây giờ ở cái trường hợp này thầy xin giới thiệu, nếu một ngày nào đó mình như là một nhánh cỏ mong manh đi, tâm hồn mình mong manh dễ vỡ đi, không tin nổi ai, thì cũng vẫn còn một người để mà mình tin nha. Là ai? Là Đức Phật nha. Lỡ bữa nào có ghét thầy, không tin thầy cũng không sao ha. À, nhớ đừng có bỏ Phật. Thầy giảng thầy nói cái này miết với Phật tử, thầy nói miết là tại vì thầy cũng đã thấy những trường hợp này rồi. Khi mà thầy ơi, con thương thầy lắm, con quý thầy lắm, con kính thầy lắm, con nghe pháp thầy, con biết ơn thầy lắm. Bữa nào vô tu mà xái gì thầy la cái con quýt bay thầy. À, thì cứ quýt bay thầy, nhưng đừng bỏ Phật là được rồi. Nhân duyên cuộc đời mà, cái người thương mình đâu nghĩ là người ta sẽ thương hoài, cái người ghét mình đâu phải là người ta ghét hoài. Quan trọng là còn mình nhận thức về vấn đề nào đó thôi. Người ta thương mình, người ta quý mình, cảm ơn, mượn cái duyên lành đó để đưa về Phật Pháp nha. Đến một ngày người ta có ghét mình đi chăng nữa thì cũng là cảm ơn, mình hiểu về vô thường. Đừng có để lại sau cái ghét đó là sự ân oán hận thù, nó kéo đến kiếp sau. Không còn duyên thì thôi, hết duyên. Nó khỏe nó quý vị phải tập vậy đó. Không, có duyên đến với nhau cùng học cùng tu thì cảm ơn. Không có duyên đến với nhau nữa thì dừng lại ở đó, giữ lại những cái đẹp về nhau cho nó khỏe. Tại sao cứ nghĩ về cái xấu vậy? Ví dụ người ta giúp cho quý vị 1, người ta hại quý vị 5, 10, đúng không? Là mình Phật tử á, mình hãy nghĩ đến cái người ta giúp mình để mình thương, để mình cảm ơn, để mình giúp lại họ. Còn cái chuyện 5, 10 mà người ta hại mình á, cái chuyện đó là của phàm phu hơn thua. Còn mình đang học
tập được từ Phật là mình hãy nhìn cái tốt của họ để mình sống. Không phải là tôi không biết cái xấu của anh dành cho tôi, nhưng mà đời nó ngắn lắm, hơn thua làm cái gì, tôi muốn cảm ơn anh đã giúp cho tôi. Còn cái chuyện ân oán oán thù đó không, nghĩ cho nó nhẹ là coi như trả nghiệp đi, trả nợ cho nó khỏe. Còn nghĩ xa hơn chút, tôi không muốn kết oán thù. Còn nghĩ cái thứ ba hơn nữa, tôi giận anh được chứ, tôi ghét anh được chứ, nhưng tôi giận anh, tôi ghét anh là giống như là tôi đang học đại học, tôi đưa tôi xuống cấp 1 vậy đó. Quý vị giận ghét cái gì có quyền chứ, nhưng chính những cái điều đó, tâm của quý vị là tự quý vị đưa quý vị xuống những đẳng cấp thấp hơn thôi. Quý vị không muốn làm người, muốn làm chư thiên, quý vị muốn xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, do mình, phải không? Mình sống mà hỏi cái chút là chấp, ghét cái chút chiêu mình chịu cũng không được nữa. Người ta liếc mình mà mình chịu cũng không được nữa, thì bây giờ tâm mình nhỏ bé quá, bữa nào mình xuống ngạ quỷ mình ở. Là tự quý vị thiết kế thôi chứ ai thiết kế đâu. Người ta có quyền liếc, ngó, ngéo, nhìn, khinh thường mình là của người ta. Còn mình á, mình ghét người ta, mình giận người ta, mình thù người ta, mình chấp người ta, hay mình thương người ta là ở mình. Đó, giờ mình muốn đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là mình tự thiết kế hàng ngày, hay là mình muốn lên chư thiên cõi người rộng rãi, bao dung, thoáng đạt, thì mình một tâm hồn thoáng đạt mới chứa được đạo lý chứ. Chứ trong tâm mình đầu toàn là bư không, mà hỏi sao mình chứa được đạo lý. Nó đơn giản vậy thôi à, trong tâm của mình mình chứa cái gì từ bi hỷ xả. Chứ bây giờ chút xíu nào mình cũng khó chịu. Thầy nói thì quý vị, mình quý vị học pháp nổi không? Học cũng nổi, đừng nói tu mà ngồi đó mà niệm hồi niệm qua tên ổng không. Không, nếu mà tâm quý vị mà cứ giận buồn bực là vì niệm hồi qua vậy. Thầy mà giận quý vị, ví dụ đạo tràng này thầy giảng ở đây mà có mấy người không vừa lòng đúng không? Thầy giảng đạo tràng khác có mấy người thì không vừa lòng, mà mỗi lần thầy giảng hồi thì ra ông A bà B không, chứ thầy ra có Phật pháp đâu thầy nói. Nó đơn giản thôi, trong tâm mình nó có cái này thì nó sẽ không có cái kia, hoặc nó ít cái kia lại. Muốn nhớ cái này, muốn quên cái kia hay lắm. Quý vị muốn quên cái gì đó là quý vị có một cái vị nhớ đó nha, nhớ vậy đó. Quý vị muốn quên cái gì thì quý vị phải có một cái quý vị nhớ. Cái nhớ đó nó càng nhiều thì cái quên kia nó càng nhanh, thấy không? Ông chửi mình một câu mình giận quá, thấy không? Tại vì mình cứ nhớ cái câu đó. Bây giờ có một cái quý vị nhớ hơn cái đó thì quý vị sẽ quên cái câu kia. Là nhớ ai? Ví dụ mình nhớ Phật, mình nhớ pháp, mình nhớ đi làm từ thiện, mình nhớ tu tập, mình nhớ điều lành, mình nhớ mọi cái khác đó, thì tự nhiên quên cái ông đó. Cần thầy nói theo đời luôn nha. Ông đó ông chửi mình một câu mình nhớ ở ngoài, tự nhiên quý vị có một người quý để quý vị quý, vị thương, quý vị nhớ về, tự nhiên ông đó quý vị bớt nhớ. Nó là cái tâm lý rất là bình thường thôi. Còn nói theo Phật pháp thì mình nhớ đến cái gì cao đẹp, tự nhiên cái đó nó quên. Còn mà quý vị cứ muốn nhớ cái đó là mình khổ à. Đời nó vậy đó, phải có những cái là mình nên nhớ, nhưng mà có những cái là mình nên quên nha. À, ví dụ mượn tiền ai thì đừng có quên. Cái đó đừng nghe nói cái nên quên, cứ mượn tiền người ta cứ quên. Hỏi sao quên, thầy thượng tệ nói có những cái phải nên quên. Tôi không có dạy như vậy nha. Rồi, cái lòng tin tối thượng đó chính là cái tài sản của con người. Cái gì hành trì đưa đến chân an lạc? Cái này hồi nãy thầy nói quý vị có nói đúng nè. Đó là hành trì Phật pháp. Hành trì Phật pháp đưa đến an lạc. Ngày xưa ông bà ta quý vị đôi lúc đâu có được học Phật pháp nhiều đâu, nhưng mà ông bà ta nhìn những cái điều trong đời thường, ông bà ta hay lắm, nói những câu đơn giản, ví dụ như thấy đứa trẻ nó, thôi con ráng tu nha, con tu là cội phúc quá nha, bốn chữ à. Quý vị nghe thấy đơn giản không? Nhưng mà trong cái từ tu là cội phúc đó là bao hàm bao nhiêu giáo lý ở trong. Đến một lúc nào đó đời nó đau khổ quá, phải không? Lúc trước mình đâu nghe lời cha mẹ ông bà của mình, đau khổ quá, tự nhiên nghe con bốn từ tu là cội phúc quá. Thì bắt đầu khi mình bước chân vô con đường tu tập rồi đó, bắt đầu mình nếm trải từng chút giáo pháp, mình mới thấy rằng đúng thật cuối cùng để mà đưa mình đến an lạc chính là giáo pháp đó quý vị. Nói đến cái này mà quý vị đang rất là mong muốn tiền bạc, danh vọng, địa vị này kia á, thì quý vị ít cảm nhận lắm, ít cảm nhận. Còn nếu quý vị mà có một chút giáo pháp á, là quý vị mới cảm nhận được khi mà thầy nói cái câu này. Đức Phật của mình là người bỏ những cái đó để đi con đường này. Thời Phật cũng có một vị thầy quý vị, ở đời là thầy danh vọng, quyền hành, địa vị, mọi cái thầy không thiếu cái gì ở trần gian hết. Hôm đó thầy ngồi thiền với quý thầy khi đi xuất gia đó, xuất gia rồi nhà cũng có ở. Mà ở thì nếu mà một là ở trong tinh xá, còn đi du phương là tối ngủ ở đâu? Ngủ dưới gốc cây. Tài sản là y bác thôi, nhà bếp thì đâu có, muốn ăn thì sáng Phật đi khất thực Phật tử cúng gì ăn nấy. Bữa đó mà ai có duyên cúng trái dưa hấu, trái sầu riêng là về ăn dưa hấu sầu riêng đã luôn, không có sầu chung nổi, sầu riêng thôi. Đúng là cúng trái sầu riêng về ăn xong sầu riêng mình luôn, không dám chung với ai nữa, ăn sầu riêng mình luôn, mà riêng một lòng mình buồn luôn. Hay là thầy nói bữa nào mà lỡ họ cúng, cái người biết họ cúng nha, họ cúng mà cái vật phẩm tối thượng ngon lành, thầy nói giả dụ như họ cúng
đôi lúc cái tay của họ dơ họ cúng thì cũng lúc đó mà ăn thôi. Là lúc đó thầy nói gì, giả dụ như lúc đó mà cúng vô bát mà họ cúng cái cơm mà nó không phải chín mà nó chuẩn bị thiêu nó không có chín mà nó chín rưỡi luôn đó, đó nó chuyển qua chín rưỡi luôn á, thì lúc đó cũng mà ăn thôi. Còn thầy nói có những trường hợp đi ở trường hợp họ nghèo quá họ không cúng thì sao, thì cũng phải đói thôi đó. Cái đời tu là như vậy. Vậy mà quý vị thấy không, nhà thì không có ở, đồ ăn thì cúng cái gì ăn nấy. Giờ mà hôm đó ngồi thiền đó quý vị, trong lúc đang ngồi thiền đó, thầy mới thốt lên cái câu ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá. Khi nghe câu đó xong cái thầy thốt to lên đó đến tai quý thầy. Quý thầy mới tới bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Phật. Đức Phật mới cho gọi thầy đó vào. Hồi tối hôm qua con ngồi thiền, con có phải con nói ôi hạnh phúc quá hơi lớn không? Cái thầy mới bạch Đức Thế Tôn là dạ con xin sám hối với Đức Thế Tôn, con xin sám hối với đại chúng, hôm qua trong lúc ngồi thiền con lỡ nói ôi hạnh phúc quá nó hơi lớn. Dạ. Cái Đức Phật mới hỏi tại sao thầy nói như vậy. Thầy mới nói là khi con ở đời á, con đầy đủ mọi cái hết, tiền bạc danh vọng địa vị con không thiếu cái gì hết, nhưng mà tâm con luôn bất an. Hôm nay con được theo Đức Phật, con không có những cái đó nữa, đời sống là ba y một bát thông dong, ngủ dưới gốc cây, mà con thấy con bình an vô cùng. Hôm qua trong lúc giờ hành thiền, trong cái lúc bình an quá con lỡ thốt lên ôi hạnh phúc quá ảnh hưởng đến đại chúng, con xin sám hối trước Đức Thế Tôn và trước quý thầy. Đó, quý vị thấy không? Cho nên cái đời sống mà có Phật pháp quý vị mới an được. Quý vị cứ còn là Phật tử quý vị cứ làm giàu, Đức Phật đâu có cấm. Là Phật tử quý vị cứ làm giàu, quý vị cứ làm đẹp, quý vị cứ làm cho nó khỏe mọi cái, miễn quý vị đừng có làm điều ác thôi. Đức Phật khuyên thôi, chứ còn quý vị muốn làm ác cũng chẳng ai cản cái gì nữa. Nếu có thì Đức Phật khuyên, Đức Phật chỉ đường cho mình, đây là tội, đây là phước này con, đây là thiện, đây là ác này con né thôi. Còn quý vị mà không nghe thì thôi thì cũng chịu thôi. Đó, thì khi mà chúng ta thấy một đời sống Phật tử chúng ta vẫn cứ làm việc, vẫn có đời thường, nhưng quý vị có Phật pháp á, thì chính những giờ phút bình an là giờ quý vị tu tập á. Chính là giờ phút mà quý vị biết tu, quý vị mình niệm Phật, quý vị hành thiền, quý vị tụng kinh, quý vị đi bố thí cúng dường, quý vị làm phước, quý vị nghe pháp mà. Những giờ phút này là những giờ phút đưa đến vị an lành. Tức là cuối cùng mình thấy là cái mà giúp cho mình bình an hạnh phúc chính là Phật pháp. Là cái bè mà để mình nương á. Bây giờ mình ở đời là một kiếp con người, chúng ta phải ăn, phải mặc, phải ngủ, rồi quý vị có gia đình là kiếp con người chúng ta phải có cái đó thôi. Thấy không? Là Phật tử phải có nên có cái đó và chúng ta đi con đường đó. Giả dụ như quý vị một lúc nào đó vợ chồng con cái mình bất như ý, đâu phải gia đình là cũng hạnh phúc, đâu phải con nào nó cũng có hiếu, đâu phải ai sống cũng sự sống đầy đủ, đâu phải sức khỏe nào cũng ai cũng khỏe đâu. Nhưng mà trong những cái bất chắc, những cái đổi thay, những cái biến cố đau thương đó, quý vị mà không có Phật pháp là quý vị khổ kinh khủng khiếp, khổ kinh khủng. Hôm qua thầy gặp một cái chị Phật tử là chị quy y với thầy, và thầy rất là trân trọng cái chị này. Cách đây khoảng một năm trước quý vị, chị có xuống chào thầy trong một cái tâm trạng rất là đau khổ. Và chị còn trẻ thôi, xong rồi chị có định lập gia đình với cái anh này. Nó chưa lập gia đình mới có người yêu thôi, thì sao xong cuối cùng là cái anh này bỏ chị. Rồi khi mà bỏ chị là bắt đầu chị mang thai đứa bé được mấy tháng rồi. Mà lúc đó quý vị ở Sài Gòn này là có một thân một mình. Mà lúc đó thai bé nó hành nó không đi làm được. Tiền không có, mà mỗi tháng phải trả phòng trọ, tiền ăn, tiền này, tiền thì không có. Người thân không có, người mình yêu thương bỏ mình trong cái lúc đó nữa. Cái bắt đầu chị định tự tử, chết luôn cho rồi, khổ quá khổ rồi, chị định chết. Cái xong á, lúc mà chị vừa định không chết nữa thì người ta nói thôi bỏ con bé nó đi, con vậy còn trẻ, bây giờ chẳng có tiếng đến tới đâu, còn trẻ mà gia đình còn chúng chưa có lập làm đám cưới rồi nữa, thôi bỏ đi. Đến nỗi chị đi đâu bạn bè cứ khuyên chị hoài, đến nỗi chị sợ luôn. Thì lúc trước đó thì chị có quy y với thầy, chị xuống chị gặp thầy, thầy nói thôi con cố gắng đi, cố gắng, con mình nó có tới, mình nó có duyên, nếu mình ráng cố gắng chăm cho con mình mạnh mẽ lên, đừng có nghĩ bậy, phải không? Cuộc sống này cũng có những lúc mà khó khăn như vậy, ráng ổn định. Xong quyết định chị về với mẹ của mình ở trên quê á, một năm rồi quay lại gặp thầy. Đứa bé được mấy tháng, hôm qua bé tới cho quy y gieo duyên, cưng gì đâu, mọi chuyện giờ ổn rồi, chị khỏe lại, mọi cái khó khăn nó qua, cưng đứa con hơn cái gì, bà cháu bà chăm cháu, chị đi làm, giờ mọi chuyện nó ổn lại. Thầy nói không, mới một năm thôi, một năm trước mà chị mà lỡ thầy nói dại dột mà tự tử cái, bây giờ chị ở đâu, ở đâu đứa bé này, ở đâu, rồi gia đình chị ở lại sẽ khổ như thế nào, còn tương lai bao nhiêu kiếp của chị khổ như thế nào, một năm thôi nói gì. Thầy nói là đúng, chị phải mạnh mẽ như vậy. Nỗi đau nào nó cuộc đời nó cho mình nỗi đau thì nó cũng sẽ cho mình bài học. Cánh cửa này khép lại thì có cánh cửa khác, đừng có nghĩ dại dột như vậy. Mà đây mới hôm qua
dẫn xuống đứa bé, thì người mẹ là quy y với thầy rồi, dẫn đứa bé xuống cho thầy quy y đặt tên cho nhưng nhờ ân đức của Tam Bảo gieo duyên á. Thầy nói có, cuộc đời có những cái trường hợp như vậy mà may chị này chỉ có Phật pháp, chỉ còn chút suy nghĩ nha, chứ thầy nói mà lỡ mà có trường hợp đó làm sao. Rồi cũng hôm kia thầy cũng nghe một cô kể cho thầy, mới đi cái đám tang về, đám tang của một cái nhà của cô con gái 29 tuổi đại gia thì quen cái anh này, thì biết nhà cửa giàu có lắm, quen cái anh này thì ai ngờ cái anh này anh đi mượn tiền nợ người ta xong nợ hết mấy tỷ mà anh giấu cổ, khi biết ra xong á thì người ta mới quay lại đòi cổ thì anh này anh bỏ đi rồi, cổ vừa mất cái người cổ thương mà tự nhiên cổ hụt khẩn, tại sao mà cái số tiền tính ra là mấy tỷ đối với mình là lớn, nhưng đối với gia đình chị thì không có gì lớn hết đó, nhưng mà giống như chị bị sốc á, sốc làm sao treo cổ tự tử mất tiền. Trong cái gia tài của mình đó, đôi gia tài mà để mà trả đó, đối với 5 tỷ là cũng là khá lớn với một người bình thường, nhưng đối với gia tài của chị thì không có gì lớn hết, mà vấn đề là chị sốc là tại sao anh cái người chuẩn bị anh cưới mà lại như vậy, rồi bây giờ bỏ đi luôn, trốn mất tích luôn, chị phải chịu chận lại những cái người tới đòi, và bây giờ chuyện tai đến cha mẹ này kia nữa, giống như bị sốc rồi đó, trong cái sốc làm sao cái đâu tự tử luôn, treo cổ chết. Thôi, quý vị thấy không? Thì thầy nói cái trường hợp đó ví dụ như bình tĩnh mà giải quyết lại á, thì cũng sẽ trả được thôi, tại vì nhà cũng giàu có mà đến nỗi nghèo. Mà thầy nói là không có Phật pháp á, trong cái lúc mà không có Phật pháp, những biến cố đau thương là chúng ta hay nghĩ quẩn lắm, giận bực thất vọng sốc đau thương gì đó, ta hay nghĩ đến cái chết rồi, chết đi cho nó khỏe, chết cho nó xong, mà không có muốn đối diện với cái đó, trong khi mình đâu có phải đâu, chết xuống cái ngạ quỷ gì nè, chết xong đúng đúng làm ngạ quỷ, cô hồn đang thăng vất vưởng, làm người không muốn đi muốn làm ngạ quỷ, làm người không muốn đi muốn làm chó heo bò con gà, làm người không muốn đi xuống làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tại vì cái tâm tự tử, cái tâm cận tử là thường là giận buồn bực gì đó, uất ức gì đó, và với cái tâm cận tử đó nó thường, chứ không phải ai tự tử thì cũng xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng thường tự tử là sẽ dễ đi về cảnh giới đó, tại vì cái tâm cận tử của mình nó đau khổ, nó uất ức, nó ăn trái như vậy. Vì thấy em, cho nên là thầy nói không có Phật pháp là khổ lắm. Phật tử thì thôi, làm thì cứ làm, gia đình thì cứ gia đình, con cái thì với con cái, thương con, tin con nha, tin 50% thôi, tin 50% đây không phải là mình không tin con mình, nhưng mà lỡ một ngày con mình nó có bất hiếu với mình thì mình cũng còn cái chỗ tựa, thấy không? Còn nhỏ thì tựa cha mẹ, lớn lên thì tựa chồng, tựa vợ, lớn lên có con thì tựa con, bữa nào mà con nó bất hiếu với mình luôn, nó bỏ mình luôn thì quý vị tựa đâu hả? Tựa đâu nữa tựa, đúng không? Mẹ cha mình lúc đó cũng già rồi, chồng mình cũng già rồi, vợ mình cũng già rồi, con mình bao nhiêu tựa vô con hết, mà bữa nào nó bất hiếu rồi sao, tựa đâu, khổ chưa? Còn Phật mà tựa nha, có nghĩa là phải thương con, quý con, lo cho nó. Nhưng thầy nói giả dụ như gặp một trường hợp như vậy thì quý vị cũng còn đường mà lùi, vì sự thật cuộc đời nó như vậy. Nên cả người vợ, người chồng mình thương sống thương chết đó, còn thương hơn mình nữa, thương hơn bản thân mình nữa đi. Một ngày nào đó mà lỡ người đó có cái gì đó thì mình cũng còn chỗ tựa nha. Xin giới thiệu có một địa chỉ mà quý vị nên tựa, đó là Đức Phật nha. Rồi cái thứ ba là cái vị ngọt nào tối thượng, cái vị ngọt nào tối thượng ở đời. Thì ở đây Đức Phật trả lời cái vị ngọt tối thượng là chân lý. Chân lý, chân lý là vị ngọt tối thượng. Tức là sao quý vị? Chân lý là gì? Chân lý là sự thật. Chân lý là sự thật. Cái gì là sự thật? Chúng ta nương vào sự thật chúng ta sống. Và sự thật ở đây cũng là cái gì nữa? Sự thật ở đây là con đường giác ngộ, con đường giải thoát mà Đức Phật đã tìm ra cho chúng ta. Cái chân lý này á, quý vị nghe kỹ giùm thầy một chút nè. Ví dụ như Đức Phật thấy được sự vận hành của nhân quả. Đức Phật thấy được một người tại sao họ giàu và sao họ nghèo. Thấy được một người tại sao họ đẹp họ xấu. Một người là quyền uy, không quyền uy. Một người sống thọ, không thọ. Một người này kia, Đức Phật thấy rõ được đi nước bước của họ. Thì cái sự vận hành của nhân quả đó là có phải của đạo Phật không? Phải không? Đó. Mình hay nói là do Phật thấy và mình nghĩ rằng là của Phật hoặc của đạo Phật nha. Thầy xin minh định lại cho quý vị, đó không phải là của đạo Phật. Đó không phải là của đạo Phật. Nhưng mà cái cách mình dùng từ là, tại vì với trí tuệ của Phật thì Phật thấy nó vận hành như vậy, thấy không? Chứ đó không phải là sản phẩm riêng của đạo Phật, mà nó cũng chẳng phải là sản phẩm gì cả. Nó chỉ là cái sự vận hành của cuộc đời như vậy, mà mình không thấy, Đức Phật thấy. Đức Phật thấy nó vận hành như vậy, và Đức Phật nói như vậy.
Thấy không? Tôi nói là chân lý cuộc đời là chân lý, nó phụ thuộc vào tôn giáo. Ở một khía cạnh nào đó thì chúng ta hay nói đạo Phật là một tôn giáo, đúng không? Vì tại sao đạo Phật là một tôn giáo? Tại vì tôn giáo phải cần có vị giáo chủ, rồi phải cần có tín đồ, phải cần có tăng chúng, phải cần có nghi lễ đó, phải cần có yếu tố tâm linh. Thì đạo Phật ở trên phương diện này thì đạo Phật là tôn giáo. Giáo chủ là Phật Thích Ca, đệ tử tăng chúng là quý thầy quý sư cô, tín đồ là quý Phật tử, giáo lý là tứ diệu đế bát chánh đạo, rồi có yếu tố những nghi thức tâm linh. Thì chính những điều này ở hình chỗ này chúng ta tạm gọi đạo Phật là tôn giáo. Nhưng nếu mà nói cho đúng nữa thì nếu mà tôn giáo có một vị giáo chủ ban phước giáng hòa thì không phải như vậy. Mình học Phật pháp, mình hiểu rằng đạo Phật là con đường giúp cho mình giải khổ. Học Phật pháp, nếu mà quý vị đi vào không có muốn mà nhìn đạo Phật là tôn giáo á, thì quý vị hãy xem những lời dạy của Đức Phật là phương pháp giúp cho mình vượt qua những khổ đau, nó không qua tôn giáo. Nhưng mà nếu phải dùng một từ tôn giáo thì tạm gọi như vậy thôi, chứ đạo Phật cũng không phải là tôn giáo nữa. Đó, thì những cái gì mà Đức Phật nói ở cuộc đời này không phải là của đạo Phật hoặc là của ảnh hưởng riêng tôn giáo gì của Phật cả, mà nó là sự vận hành của cuộc đời. Thầy nói giả dụ như đến một lúc nào đó nghe Phật pháp không còn ở thế gian, thì quý vị làm cái đó thì vẫn bị cái quả như vậy thôi. Nghĩa là bây giờ còn Phật pháp thì quý vị làm như vậy thì nó vẫn được như vậy, bây giờ không còn Phật pháp thì nó vẫn như vậy, và trước thời Đức Phật thì nó cũng như vậy, trước giờ nó vẫn như vậy. Nhưng mà chẳng qua bây giờ có một người thấy được đường đi vận hành của nó, Đức Phật nói cho mình đó, cho nên mình mới thấy hạnh phúc chưa. Là cái chân lý thì mình gọi là chân lý là sự thật cuộc đời rồi, mà vấn đề là tại sao mình thấy được cái chân lý đó, tại sao mình biết được chân lý đó, đúng không? Thì phải có một người khai sáng cho mình, dạy dỗ mở đường cho mình, và con người đó chính là Đức Phật. Cho nên mình nương ở đời là mình nương vào chân lý mình sống, nó rộng nghĩa lắm. Ví dụ như bây giờ trong tâm mình thù hận, mình khổ hay vui? Khổ. Bây giờ mình học được cái chân lý nè, chỉ có tình thương mới thắng được hận thù, chỉ có tình thương mới an lạc được, thì đó là do Phật dạy. Quý vị nghe thấy đơn giản không? Đơn giản là chân lý rất đơn giản, nhưng nhờ Phật dạy mình mới biết. Ví dụ như thầy nói thời Phật có cái ông đó, hai ông bạn, ông tu hạnh bò, ăn như bò, làm như bò, giống như cái gì cũng theo con bò. Một ông thì tu ăn như con chó nha, y như con chó. Thì tới hỏi Đức Phật là chúng con làm y như vậy thì sau khi chết chúng con đi đâu? Đức Phật nói là nếu mà hai ông chọn mẹ vậy, mấy ông làm chó, mấy ông làm bò, còn không mấy ông xuống địa ngục ngạ quỷ xuất sanh ba cảnh giới xấu. Quý vị biết không, hai ông nghe như vậy ông khóc buồn. Có nghĩa là không phải hai ông muốn làm con bò con chó, nhưng hai ông nghĩ rằng tu theo hạnh con bò con chó khổ như vậy đó, để kiếp sau được sinh thiên. Cái vấn đề nó ở chỗ đó, chứ không phải là hai ông muốn làm bò làm chó, nhưng hai ông nghĩ rằng nếu mà thực hành như con bò con chó vậy đó thì sẽ được sinh thiên. Đó là một cái tà kiến sai lầm. Giống như thầy vô não Angulimala, thầy giết 999 người rồi, người thứ 1000 là ai? Là mẹ mình. Định giết mẹ, thầy thương mẹ lắm, đâu có muốn giết đâu, nhưng thầy nghĩ vậy nè, thôi mình giết mẹ luôn sao á, giết đi rồi để cho được thứ 1000, để ông thầy cũng dạy cho mình bí kíp, rồi từ đó mình mới đưa linh hồn của mẹ lên cõi trời. Có nghĩa là vì thấy không, tức là những cái tư tưởng sai lầm. Thì cuối cùng Đức Phật thấy mà nếu thầy Angulimala là giết mẹ và phạm ngũ nghịch rồi, thôi xong. Đức Phật tới Đức Phật hóa độ, sau đó ngài cũng chứng thánh quả. Để mình thấy là cái gì, con người ta muốn an lạc hạnh phúc đó, nhưng mà để mà cái ta nương vào cái gì, con đường nào đi tới cái đó lại là một vấn đề khác đó nha. Ai cũng muốn mình vui, ai cũng muốn mình khỏe, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình an lạc, ai cũng muốn mình thánh thiện. Nhưng để cái đường đi tới đó có mỗi người đi mỗi khác. Cuối cùng có khi chúng ta dẫm lên cái đau khổ, dẫm lên cái đó mà chúng ta đi tìm cái hạnh phúc. Giống như cái hạnh phúc, mình đi tìm cái hạnh phúc, mình dẫm lên cái hạnh phúc để mình đi về cái chỗ đau khổ. Vì thế đây là một cái mà không phải ít đâu nha, nhiều người chúng ta đang như vậy đó. Tức là cái mong muốn của ta là đến cái đích hạnh phúc, nhưng mà ta dẫm lên cái hạnh phúc để ta đi về con đường tội lỗi. Đó là một cái rất là bi thảm, bi kịch của đời người. Mà thường cái đó là nó bắt đầu từ cái sai lầm trong nhận thức. Mà sai lầm trong nhận thức trong nhà Phật gọi là cái tà kiến. Đó như hai ông đó đó, ông muốn an lạc, ông muốn được sanh thiên, ông muốn tốt đó chứ, nhưng mà cách ông thực tập là thực tập của con bò, của con chó đó. Cho nên là mình nương giáo pháp của Phật, nương chân lý là vậy. Chân lý tức là sự thật, ở đây là con đường đưa đến thoát khổ, con đường đưa đến an lạc, là con đường giải thoát, con đường giác ngộ, con đường Đức Phật tìm ra. Thì sau này quý vị làm gì, quý vị nương cái chân lý đó quý vị sống nha. Thầy nói lại, chân lý đó là do Phật tìm ra chứ không phải của riêng Phật nữa. Đó, đó là cái vị ngọt tối thượng, là chúng ta biết đó là chân lý. Giờ cái thứ tư nữa, lối sống nào là tối thượng, cách sống nào là tối thượng, sống như thế nào mới là sống tối thượng. Thì hồi nãy thầy có nói chưa?
Thưa quý vị, sống tối thượng là sống với trí tuệ. Hồi nãy có ai nói đúng không? Sống tối thượng là sống có trí tuệ nha. Mà có trí tuệ là sao? Có trí tuệ là sao? Thầy ví dụ nha. Thầy ví dụ là quý vị sáng hôm nay quý vị vô chùa, quý vị cúng linh Phật một bình hoa. Cũng có một đứa bé, nó cũng vô chùa, nó cúng lên Phật một bình hoa. Nó mới có 5 tuổi ạ. Rồi hai người đi ra, hay đi về hay gì đó. Thì thường là như vậy nè quý vị. Thường thôi, cái đứa bé này sẽ cúng lên Phật không có trí tuệ. Dù là cái việc đó là việc tốt, nhưng mà không có trí tuệ. Quý vị biết tại sao không? Thứ nhất á, là một là mẹ nó nói: con ơi, con vô cúng hoa cho Phật, mẹ cháu muốn cho cháu tốt, cho cháu có cái duyên lành để Phật pháp, cho cháu có phước, là tốt nha. Cái hành động của bé là tốt luôn nha, nhưng mà đi kèm với trí tuệ là không. Cái tốt thôi, tâm nó thiện thôi, nhưng mà có trí tuệ là không. Tại vì sao? Là nó chỉ có cúng cho nó nghe. Một là nó nghe lời mẹ nó, dù việc đó là việc tốt, nó nghe mẹ mà nó làm. Có khi nó cũng kính, cũng tin Phật mà nó làm, nó làm với tâm hoan hỷ, nhưng có trí tuệ là không nha. Rồi cái người thứ hai cũng vô cúng bình hoa lên Đức Phật rồi đi ra. Có trí tuệ hay không là phải ở cái tâm của mình nó nghĩ như thế nào. Đây là thầy lấy một cái ví dụ, khi mà quý vị đi cúng dường bố thí đó, là quý vị muốn có trí tuệ để gọi là tâm quý vị làm phước mà có trí tuệ, phải có được một, ít nhất phải là một cái này nhà máu chốt dùm thầy mấy chỗ này nha. Là khi quý vị làm, quý vị hiểu rằng nó có tội có phước, là thiện là ác, có nhân quả, có tội phước, có thiện ác, việc này đưa đến việc thiện, việc này đưa đến việc ác, việc này là tội, việc này là phước, và những việc làm của ta, ta là chủ nhân của nó. Đại ý là quý vị hiểu nghiệp lý, tin nhân quả mà quý vị làm. Cái đứa bé hồi nãy nó có tin nhân quả đâu, nó làm theo mẹ nó mà, thấy không? Thì nếu quý vị không có cái này là không có trí tuệ. Đến hôm nay vẫn có nhiều người họ đi làm từ thiện, họ vì sao họ đi làm từ thiện? Thích thì làm thôi, hoặc là bạn bè rủ thì làm thôi, đúng không? Chứ không phải là vì họ tin nhân quả thiện ác tội phước mà họ làm. Thì có cái này mới được gọi là có trí tuệ trong cái việc bố thí. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quý vị hiểu cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã, sự sanh diệt. Quý vị hiểu cuộc đời như vậy, quý vị làm phước tu tập, chỉ có con đường thoát khổ thôi, và mới giúp cho mình được là cái an lạc lâu dài. Quý vị hiểu được như vậy thì quý vị mới có trí tuệ. Thì ít nhất quý vị không có cái thứ hai, thì quý vị phải có cái thứ nhất, là hiểu về nghiệp lý, trí tuệ về nhân quả, trí tuệ về nghiệp lý, thì cái việc phước của quý vị làm nó mới trọn vẹn. Rồi thầy nói ví dụ nha, cái trường hợp cái đứa bé đó, nó vô nó cúng dường bình hoa xong nó đi về mà nó không có trí tuệ, nó chỉ nghe lời mẹ nó thôi, thì nhân quả của nó là cái gì? Nhân quả của nó vẫn đẹp, vẫn giàu, vẫn khỏe, vẫn sống lâu. Đại ý là những cái phước về bố thí nó vẫn được hết nha. Nhưng nói đến Phật pháp là không có lan quy. Nói về thiền, nói về quả, tức là nói về tu tập, con đường tu tập, con đường hành thiền, con đường tu tập, đại ý là con đường mà đắc được cái này cái kia trong Phật pháp, là nó không có lan quyên gì hết á. Thì nó chỉ được những cái phước thế gian thôi. Nếu không có trí tuệ, ngay cả chúng ta, dù quý vị là Phật tử luôn, quý vị cũng cúng với một cái tâm như vậy nhưng mà không có hiểu nhân quả nghiệp lý, đại ý là trí về nghiệp lý, trí tuệ về nghiệp lý, thì sau này quý vị cũng được đẹp, được giàu, được khỏe, được quyền y luôn. Nhưng nói về Phật pháp là chúng ta không hiểu hoặc không thể đạt được cái này cái kia. Cho nên quý vị thấy cuộc đời tại sao có rất nhiều người đẹp, giàu, khỏe chưa, mà nói đến Phật pháp thì họ không có tin chưa, hoặc là họ có tin chút chút, hoặc là đi vào thì không thể đắt được cái này cái kia chưa, là ở cái chỗ lúc chúng ta làm chúng ta không có cái tâm này. Nói theo thuật ngữ trong vi diệu pháp đó là chúng ta làm mà không có trí tuệ thì chúng ta chỉ làm với cái tâm nhị nhân thôi, là làm với cái tâm vô tham và vô sân thôi. Còn mà cái người mà chúng ta phải có trí tuệ nữa thì mới là vô si. Mà người vô si thì mới có trí tuệ để liên quan đến con đường Phật pháp. Đó, cho nên sống có trí tuệ ở đây ít nhất quý vị nắm trong thầy hai ý. Nhiều mênh mông lắm nhưng nắm trong thầy hai ý là chúng ta biết mọi cái nó có nghiệp lý của nó, có nhân có quả, có thiện có ác, có tội có phước. Ta là chủ nhân của nghiệp, ta là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Đại ý mình làm cái đó là mình là người chịu trách nhiệm cái đó, thiện hoặc ác. Đó là trí về nghiệp lý. Cái trí về thứ hai là trí về sanh diệt, hay mình gọi là trí về về tam tướng.
Tức là mình biết rằng cuộc đời này là vô thường, mọi cái là vô thường, là vô ngã, là duyên sinh, đó, là khổ, vô thường, khổ, vô ngã, hay còn gọi là tam pháp ấn, thì quý vị có trí tuệ về sanh diệt. Đó, đây là hai cái chính quý vị có thể nắm. Chứ lâu nay mình nói trí tuệ là mình nói nhiều lắm. Ví dụ như bây giờ thầy nói một lối sống có trí tuệ đi, là mình hiểu về vô thường, khổ, vô ngã. Lối sống có trí tuệ là khi bị mất cái gì, quý vị hiểu về vô thường, quý vị đỡ khổ không? Đỡ khổ không? Đó, lối sống trí tuệ là đấy. Có nghĩa là mình ứng dụng cái đó, mình hiểu mà, mình hiểu là thì ra cuộc đời vô thường. Tuy nhiên là vô thường vừa vừa thôi chứ vô thường quá chịu không nổi. Thì đó là do cái khả năng tu của mình. Đến một lúc nào đó mình nhìn lên gương mình sao mình thấy dạo này mình héo quá, mình già quá rồi, mình khổ. Nhưng khi gì hiểu về vô thường, quý vị thấy khác không? Khác liền. Thấy đó là sống có trí tuệ là ở chỗ đó. Rồi thầy nói ví dụ ngày nào đó phải không, quý vị thấy cái thân mình nó bệnh đi, sao người ta khỏe bệnh mà mình ăn uống ngủ nghỉ xong mọi cái mà sao mình cứ bệnh hoài. Rồi mình biết rằng ta là chủ nhân của nghiệp, ta là thừa tự của nghiệp, chắc cũng do cái nghiệp gì đây. Thì lúc đó lo mà làm phước, lo mà sám hối, lo mà tu tập để chuyển nghiệp. Tức là mình sống với trí tuệ, mình hiểu được như vậy à. Tại sao rồi bắt đầu giả dụ như một cái trường hợp mà đó, mình sống mình làm hoài mà không có giàu được. Người ta làm chơi chơi mà nó giàu, bạn mình đứa nào nó cũng phất lên hết, còn mình chỉ có phất xuống. Bạn mình đứa nào cũng làm được chuyện lớn hết, còn mình thì làm lớn chuyện không à. Đó là mình thấy mình có vấn đề rồi, chắc là mình cũng mang cái nghiệp gì đây. Và mình hiểu nhân quả tội phước, và thôi mình biết rồi, mình như vậy thì nên ráng mà lo mà tu tập, ráng mà lo mà làm phước. Người ta phước, người ta nói cái câu gì đó, cái người có phước thì người đã người che, người giúp, phải không? Mình không có phước thì sao à, thì mà lo mà cố gắng. Đó là quý vị khi mà hiểu có sống có trí tuệ, quý vị sẽ thay đổi cách sống của mình. Là sống có trí tuệ ở đây là nhận thức trong thân tâm mình, và bắt đầu mình buông những cái phiền não từ từ. Thì cái lối sống có trí tuệ này đưa đến đoạn những cái phiền não. Cái cao nhất của cái đời sống trí tuệ là đoạn những cái phiền não để chúng ta bước vào con đường thánh quả. Nói hôm nay giảng hai bài chứ nó giảng được con bài hơi nợ một bài đi, lần sau trả hết giờ mất tiêu. 8 giờ rồi, sớm gì mà sớm, trả một tiếng rồi. Thôi bây giờ thầy tóm tắt lại, xong rồi thầy để khoảng 15 phút đi cho quý Phật tử đặt câu hỏi. Chứ bây giờ có 15 phút mà giảng bài kinh kia thấy hao pháp lắm. Giảng có 15 phút. Bây giờ giảng ý này là một tiếng rồi. Bây giờ cho 15 phút cho những Phật tử có thắc mắc đó, thầy xin nhắc lại nha. Hôm nay thầy giảng bài pháp này với chủ đề gì? Cái gì là tối thượng? Nhân duyên giữa một vị dạ xa hỏi Đức Phật đó. Cái gì là tối thượng? Thì đối với con người mình, tài sản tối thượng là lòng, lòng tin. Cái gì nữa ta? Hành trì cái gì thì đưa đến an lạc, đó là hành Phật pháp. Vị ngọt nào tối thượng thì đó là chân lý. Lối sống nào tối thượng là lối sống có trí tuệ nha.